Hello Dương, xin chào tất cả các bạn đến với kênh YouTube của Dương. Thì lâu rồi Dương không có đi săn bắt đi quay nha, do công việc của mình nhiều quá. Hôm nay Dương có thấy một bãi cò trắng rất là nhiều, cho nên là quyết định hôm nay mình sẽ đi ra đây mình bẫy cò trắng lại nha. Lâu rồi mình không có bẫy. Thì bây giờ cả nhà theo dõi Dương với lại Đạt, hôm nay đi với em Đạt nha. Mình sẽ bẫy cò trắng ở bãi này có hay là không nha. 5 giờ gần sáng rồi, bây giờ mình tranh thủ lên. Đạt ơi, em mau qua phụ anh thơ cái này Đạt ơi. Keo này lâu rồi mình không xài nè. Đây chiên cắt kiểu luôn, chiên nhiều lắm. Em bắt cái đầu hò lên đi. Anh định ra. Dặn ra. Hò bắt lên. Đúng. Cái này là mình khò cho nó nóng keo lại nha. Tại lâu rồi mình không có xài tới. Keo nó để lâu quá nó lạnh nó chết. Nên là mình hò mình hơi cho nó nóng lại. Nghĩa là cắm hết bò lớn là ok rồi. Hả? Cầm hết luôn đi chứ. Hết luôn hả? Hết luôn. Bãi này cò nhiều lắm, cho nên là chắc cầm hết luôn cũng được. Rồi, được rồi. Này. Rồi, ok, giờ keo của mình xong rồi. Giờ mình sẽ chuẩn bị mấy con em cò giả của mình luôn nha. Đổ luôn đi. Wow. Rồi rụng thì giò rụng đầu hết rồi các bạn ơi. Đây là mấy con cò mót bằng nhà. Cò bằng mót. Sửa cho nó ngay ngay lại. Đó. Này cũng đầu luôn. Vậy. Xúc mỏ luôn hả? Cái nào mình xúc thải qua mình biết bỏ cho con này. Cái đầu quẹo bên. Bây giờ thiếu cây hả? Bây giờ mình sẽ đi cầm cò nha, cầm keo, cầm cò giả nha các bạn. Để em đặt cầm đây đặt. Đưa cái chân máy cao lên xíu để quay cho em. Hôm nay mình sẽ để cho Đạt cầm luôn nha. Rồi cầm dài theo cái bờ mẫu luôn đi. Cầm nó luôn đi em. Đó. Giờ mình sẽ đi cầm cò phụ Đạt cho để anh em làm chắc lâu. Rồi các bạn ơi, thì bây giờ Dương đã cầm được mấy con cò giả sơ sơ rồi. Giờ mình sẽ tiến hành mình cầm keo nha. Do là thời gian cấp bách cho nên mình không có quay trực diện được nha, mình quay đoạn một đoạn thôi. Đây là bữa hổm mình sơn sơn lại cho nó giống giống một cỏ nữa nè. Các bạn ơi, thì cái bẫy keo của mình đã cầm xong rồi nha. Giờ mình chuẩn bị tiến hành là đi vô thôi, ngồi chờ nó thôi. Đó, Đạt đang cắm những cây cuối cùng nè. Đây là cái bãi cò của mình nha, rộng thênh thang luôn. Mình sẽ kiếm chỗ mình gác cái máy quay. Để lại đây quay cảnh cò nó xuống nha. Đó, nó đang xuống nhiều lắm các bạn ơi, từ từ. Yên yên, từ từ yên yên, giữ yên nguyên, giữ nguyên trường. Nó xuống lại à. Không thấy đâu, nó không thấy đâu. Không thấy đâu, nó thấy mình đâu. Quá trời đông rồi, đó kìa kìa, con nó xuống rồi, đó con nó xuống dính đó. Đó, nó đáp kìa, quá trời lạng rồi.
92 con rồi. Ba con chín ba con nha. Chưa được để con nó đáp xuống nữa đó. Để con nó đáp xuống nữa nha. Nó xuống nữa. Bây giờ mình ra bắt đi. Bây giờ đặt ra bắt hai con cò dính luôn mãi nha. Quá trời đông rồi. Bây giờ bắt cái đi để nó nhát, nó thấy hai ba bảy nó nhát. Quá trời ơi, dính hai con này. Xuống đông dữ lắm luôn mà có hai con dính à. Hôm nay là mình sẽ bội thu nha các bạn. Không. Có thu hoạch là có lý. Hai con ở đây. Đây à, hai em. Đặt lụm đi đặt coi. Đây đó cây nha. Đi chỉ hơi dính cây ạ. À, đây à, một em. Đây em đang đứng đây, từ từ cưng. Lụm nó vô luôn đặt coi. Lụm vô luôn đi cho mình gỡ cây để thôi nó thấy mình đây nó nhát. Rồi vô. Còn mối vàng không à? Mình thủ vô. Em coi chạy vô. Cái bãi này á là chưa có ai bắt hết á. Ừ. Em nó xuống rồi em nó lên luôn rồi xong luôn. Ở đó đó. Ở đó. Ở đâu mà đâu mà đâu mà. Đâu ngoài. Ở kỳ vậy? Sao vậy? Con nó bự á, mấy con nó bự bự không á? Hả? Kể đi mình đủ. Sao bay lên rồi? Hả? Chắc bay trâu đi ra gì mà. Thôi mình đi lên đi vô. Đâu. Ấy đủ, đó dính rồi đó, ấy đủ. Sao vậy? Trở lại, nó quay trở lại. Nó xuống nữa kìa, đó. Đông hả? Núp vô. Phải không? Ôi ôi, nhiều lắm em ơi. Xuống đi, đúng rồi. 7.6 hả? Đó, dính rồi. Chưa, không dính nào vậy? Ủa sao đó? Con hả? Hai con. Để từ. Ba con hả? Hai con hả? Để từ, đâu có xuống không? Rồi nó đi rồi đấy em ơi. Đi rồi. Cái gì? Rồi. Giờ mình ra lụm thêm hai con đó nha. Em đặt ra. Ê, nó xuống nữa không? Chắc không đâu. Rồi, đi ra lụm đi. Chạy đâu mà chạy. Vậy là hôm nay có khá hơn xíu nha. Mình hai em à. Kìa đi, còn đi được. Xuống 5-6 con luôn nha các bạn, mà dính được 2 con nha. Đừng lôi nữa mấy bé ơi. Lôi hồi hết cây luôn mấy đứa ơi. Đây nãy dính. Ây da. Cái gì vậy? Rồi. Chùm này dính 2 con. Đạt đang bắt luôn. Lâu dữ vậy. Rồi. Chạy hoài dính một hộ đống giờ nè. Ừ, rồi cầm vô luôn em ơi.
đi vô 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 luôn, hết 95 rồi thì thu hoạch thêm 2 em nữa, mình tranh thủ vô đây. Hôm nay có lý, có lý. Đi vô, đi vô. Tranh thủ nó xuống nữa đó. Bãi này nhiều lắm. Hả? Cắn luôn mắt luôn kia. Dạ, ta. Cắn luôn mắt luôn hả? Phải không? Tại mày á, tại mày mà tao mới bị. Bắt được rồi vậy. Cứu anh em ha. Thế thì giờ xe chỗ khác không có đi nữa ha. Có lý, có lý. Ui da, gai dữ vậy. Đạp gai liên tục luôn trời. Ây da, đạp nữa rồi. Cái này dính luôn nè. Ui da. Gỡ nó ra chỗ vô chung luôn đặt rồi. Rồi xem để dính lông vô nữa rồi. Cứa này. Không kia kìa, không kia kìa. Đem chổng ra thôi. Dặn đi. Chạy đi ngoài lụm nữa, bắt hai con khác. Hai con này. Đúng rồi. Bắt cái gì cũng có hai con đó. Làm gai đúng không? Anh mới vừa dậm dậm liên tục luôn đó. Đây các bạn ơi. Thì từ sáng giờ mấy anh em mình thu hoạch được 4 đứa nha. Đó. Giờ về biết chế biến món gì đây. Thấy cũng ngon đó. Rồi, bye bye cả nhà nha. Hẹn lại cả nhà clip sau. Mấy anh em mình về chuẩn bị chế biến ở đây. Bỏ vô bao luôn rồi đó. Hết không? Có chỗ để không? Để máng xe. Máng xe em đi.